TT1985 review, xin chào tất cả mọi người ha. Video hôm nay là ngày 17 tháng 5 nha mọi người. TT cũng có ra vài con điện thoại nè. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại cũng như là Zalo, đều là số này ha mọi người ha. 0963 595 262 ha. Bên mình thì có chế độ là ship code toàn quốc, shipper giao đến nơi, mọi người được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok mới thanh toán tiền nha. Ví dụ địa chỉ của mình là ở hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nếu mà anh chị em ở gần Thủ Dầu Một, Bình Dương thì mọi người cứ đến ngay cái địa chỉ đó thì TT sẽ gửi cho mọi người cái định vị, hoặc là gửi cho mọi người cái định vị đến xem ưng cây nào chọn cây đó cầm về nha. Mà trước khi đến thì mọi người cứ gọi điện trước, mọi người cứ hỏi thẳng luôn, cây nào còn mọi người cứ nói thẳng nha. Đó, ví dụ như hôm nay là video clip ngày 17 tháng 5 đi, thì mọi người chỉ cần nói là mình muốn mua con điện thoại iPhone ha, con điện thoại iPhone số 21 video clip ngày 17 tháng 5. Đó, như vậy thôi thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Tại vì mọi người phải nói rõ là ngày mấy video clip TT đăng ngày mấy, tại vì một tháng thì mình TT ra rất là nhiều video clip thì mọi người phải nói rõ là như vậy nha. Đó. Vậy thôi. Còn ở xa thì mình TT có ship code ha, ship code toàn quốc, shipper giao, kiểm tra máy, thanh toán tiền. Cọc trước cho mình 50 đến 100 thôi nha. Đó. Cọc thì chủ yếu là tránh trường hợp anh em đặt hàng không nhận máy hoặc bơm hàng thôi mọi người. Chứ 50 thì shipper giao cũng kiểm tra máy, thanh toán tiền và cũng trừ ra số tiền mà anh chị em đã cọc ha. Đó, vậy nha mọi người. Rồi đây cây là cây số 1 nè. Cây số 1 là iPhone 5S, mình có hai cây nha, màu gold và màu bạc. Đó, 5S cây này thì màu gold là bản 16GB. Bản 16GB máy full hết á, vân tay vân chân còn đầy đủ, vỏ viền thì nó hơi xấu tí xíu thôi. Máy cũ, máy cỏ mà mọi người qua sử dụng mà. Nhưng mà được cái là mọi người mua về gắn sim vô nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu là ngon lành cành đào nha. Đó. Đây, cây này thì màu gold là 6 xị. Bản RAM 16GB thôi ha, bản quốc tế. Còn cây màu bạc được cái là bản 32GB nè mọi người. Cây này được cái là 32GB sẽ là 750 nha. Vân tay vân chân đầy đủ, vỏ viền ngoại hình thì vỏ zin, men zin, màn zin rồi. Đó, màn hình thì hiển thị ok nè. Đó, cây này 32GB thì 7,5 xị. Vậy nha mọi người. Đó, màu gold 16GB, 6,5 xị. 650.000, cây màu bạc 750.000 ha, 32GB. Đó, vậy thôi mọi người. Rồi cây số 2 nè. Số 2 thì TT có iPhone nữa nè. iPhone này là iPhone SE ha. iPhone SE đời 2017, 32GB nha mọi người. Máy full hết á ha. Vân tay vân chân đầy đủ, pin là pin thay mới 100% luôn. Đó, bản quốc tế 32GB, còn đúng hai màu, màu đen và màu bạc nè. Mọi anh chị em thích lấy màu nào thì lấy. Vỏ viền thì có phải có chày ha. Màn zin hiển thị đẹp nha mọi người. Màn thì màn zin hiển thị đẹp rồi. Máy zin full hết. Đó. iPhone SE đời 2017 thì cái con này thì cấu hình như một con iPhone 6S mọi người nha. Cấu hình như một con iPhone 6S thì anh chị em mua về Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu vẫn là ngon lành gành đào nha. Số 2, iPhone SE 2017 bản 32GB, 1.050.000 tặng cho anh chị em đầy đủ phụ kiện nha. 1.050.000 tặng đầy đủ phụ kiện. Đó, số 2. Số 3 là iPhone 6S bản 16GB, mất vân tay, pin thèm pin là pin thay mới nha, 9 xị thôi mọi người. Cây này thì cái vỏ nó có bị mốp cấn tí xíu nè, vậy thôi. Còn lại là ok, màn hình thì hiển thị đẹp nha, màn hình thì hiển thị đẹp, máy ok, ngon lành cành đào. Cây này là pin thay mới luôn nha mọi người, pin là pin thay mới 100% rồi nha. Đây, pin thay mới 100% cho mọi người luôn. Còn cái này cái nhô nhô là cái vỏ mà gọi cái lưng nó bị nhô nhô lên nha, không sao hết, sử dụng bình thường. 9 xị thôi, iPhone 6S bản 16GB, máy chỉ bị mất vân tay ha. Máy dòng này thật sự anh chị em mua về làm máy phụ thì ngon lành gành đào rồi. Vậy đi, để cho 8,5 xị luôn ha, 8,5 xị anh chị em xài. Đó. Số 3, iPhone 6S bản 16GB. Số 4 là iPhone 6S LED nha. Cây này là iPhone 6S LED bản 16GB, mắt vân tay, pin là pin thay mới 100%, giá còn 1,1 triệu thôi mọi người. Màn zin nha, màn zin thì nó có phản quang nhẹ nè. Đó, trên cái viền này nè mọi người, nó có phản quang nhẹ, vậy thôi. iPhone 6S LED màn to, nó có phản quang nhẹ. Đó, 16GB. Hiện tại mình đang xử lý chỉ có 1,1 triệu thôi. Vỏ viền ngoại hình cũng còn tương đối, tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Ốp lưng, cường lực và một bộ sạc. Số 4 ha, iPhone 6S LED. Số 5 là một cây Samsung. Dòng này là Samsung A02 nha, Samsung A02 RAM 3, bộ nhớ là 32GB, 6,5 inch HD cộng. Chip là MT6739, cam là 13 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nha, 10W ha, vỏ viền ngoại hình ok. 9,5 xị thôi mọi người, 950.000. Đó, mà có một cây Samsung xài màn to, pin châu, cấu hình khỏe nha.
màng to. Cây này thì có một đốm phản quang nhẹ nhẹ chỗ này tí xíu nữa mọi người thấy không? Đó chỉ vậy thôi. Nhưng mà được cái bao cho anh chị em là màng zin nha. Bao cho anh chị em là màng zin. Đó màng to hiển thị đẹp. Pin tới 5.000, giá có 950 thôi mọi người nha. 950 thôi. Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là vẫn là ngon lành cành đào ha. Số 5. Samsung A02. Số 6. Nokia nè mọi người. Nokia C20, RAM 2, bộ nhớ là 32, màn hình to nha, 6,5 inch, pin là 2950. Đây, màn to nè, anh chị em thấy không? Đó, giá thì chỉ có 850 một cây thôi, thật sự mua cây này về thì đọc báo xem phim, đó, lướt TikTok, Zalo, tớp tớp các kiểu là ngon lành ngành đào ha. Rồi máy full chức năng, vỏ viền ngoại hình thì có phải có chày nha. 850k, Nokia C20 số 6 nha mọi người. Số 7. Số 7 sẽ là một con Realme nè. Realme 5 Pro nha. Cái này là Realme 5 Pro, RAM 4, bộ nhớ là đến 128 lần mọi người. 6,3 inch full HD cộng, cam là 48 chấm. Chip Snapdragon nha, dòng này là chip Snapdragon là đầu 7 luôn. Vỏ viền ngoại hình thì cũng còn tương đối đẹp á. Pin thì là 4035, Type C hỗ trợ sạc nhanh. 1 triệu 550 ngàn cho mọi người xài thôi. Đây, màn hình hiển thị đẹp nè. Đó, màn zin men zin nha, màn hình hiển thị rất là đẹp. Đó này thật sự luôn, anh em mua dòng này về chạy Grab ha, vẫn hoặc là anh em chiến game Liên Quân, PUBG, Free Fire vẫn được ngon lành nha mọi người. Tại cái chip Snapdragon rất cao tới 7 712 lần. 1 triệu 550 ngàn nha. Realme 5 Pro số 7. Rồi số 8 nè, máy rẻ nữa nè mọi người ha. Samsung A10. Samsung A10 RAM 2, bộ nhớ là 32 GB. Màn hình là 6,2 inch HD cộng, vỏ viền ngoại hình đẹp nha. Đó, chip là Exynos 7884, pin là 3450. Đây, màn hình giọt nước nha mọi người, màn hình giọt nước hiển thị đẹp. Đây, cây này máy full nó là chỉ việc mua về xài thôi nha. Màn zin qua sử dụng thì cây này có phì phản quang một đốm nhẹ nhỏ chỗ này nè, mọi người thấy không? Trắng trắng nè, không sao nha. Qua sử dụng lâu thì nó vậy thôi. Đó, máy dòng này chỉ có 8 xì rưỡi à, mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là vẫn ngon ha. Anh vậy đi. Để cho anh chị em 800 chẵn thôi nha. 800 ngàn ha. Samsung A10 RAM 2 bộ nhớ 32, vỏ viền ngoại hình ok á. Số 9 nè mọi người, Samsung J6 LED RAM 3, bộ nhớ là 32 GB, 6 inch, chip Snapdragon là 425, cam là 13 chấm, pin là 3003. Vỏ viền ngoại hình thì đẹp keng nha, được cái là vỏ viền ngoại hình đẹp keng, màn hình thì hiển thị đẹp luôn nè. Đó, máy full zin hết cho mọi người, chỉ việc mua về xài thôi nha. Đó, bao cho anh chị em là full hết chức năng, màn to hiển thị đẹp ha. Rồi Samsung J7 LED RAM 3 bộ nhớ 32, 950 nha mọi người. 950. Số 10. Số 10 sẽ là một con Vivo. Dòng này là Vivo Y12S ha. Vỏ viền ngoại hình ok, Vivo Y12S, RAM 3 32 GB, màn hình to nha, 6,5 inch HD cộng. Chip là Helio B35, cam là 13 chấm, được cái viên pin tới 5.000 ha, viên pin tới 5.000 bao châu. Đây, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn mọi người. Thật sự ha, máy này cô chú anh chị em nào mà lớn lớn tuổi xài rất là ổn luôn, màn to pin khỏe ha. Đó, vỏ viền ngoại hình tương đối đẹp. 1,3 triệu, 1,3 triệu cho anh chị em xài nha. Vivo Y12S số 10. Rồi số 11 nè, số 11 con này cũng rất là ngon, cấu hình rất là ổn luôn mọi người. Vivo S1 Pro RAM 8, bộ nhớ 128 GB, 6,38 inch full HD cộng, xài được 4G nha. Snapdragon là 665, cam là 48 chấm, pin là 4500. Đó, dòng này là sạc nhanh ở chế độ là 18W, RAM 8 nha mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128. Máy dòng này thì mua về các kiểu là ngon rồi. Màn nè, màn to hiển thị đẹp nè mọi người thấy không? Màn to hiển thị đẹp, máy thì full zin hết rồi. Lướt bao mượt nha. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp keng ha. 1.850.000. Vivo S1 Pro nha mọi người, bản RAM 8 lần á, RAM 128. Rồi tiếp theo nè. Oppo. Mình mới về nha, Oppo A9. Oppo A9 đời 2020, RAM 8 nha mọi người, bản RAM 8, bộ nhớ 128 GB, cam là 48 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 18W, chip Snapdragon là 665, con 1,8 triệu thôi. 1,8 triệu cho anh chị em xài Oppo A9 đời 2020 nha. Máy zin, màn zin ha, máy zin full hết rồi, chỉ việc xài thôi. Màn cực kỳ đẹp, màn to là mọi người thấy không, màn hình giọt nước nha, vân tay vân chân đầy đủ luôn, máy zin full. Đây, vỏ viền hơi bị đẹp nha mọi người, tặng cho anh chị em đầy đủ phụ kiện ốp lưng cường lực và một bộ sạc. Nói chung là màn to hiển thị rất là đẹp, mà cấu hình cũng rất là ổn luôn, có 1,8 triệu thôi mọi người, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Oppo A9 đời 2020 ha, 1,8 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 13.
13 sẽ là Oppo nữa nè, Oppo A95 cho mọi người. RAM 828GB, 6,43 inch, cam 48 chấm, màn là AMOLED nha. Màn là AMOLED, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Đó. Chip Snapdragon là 662 ha. Sạc nhanh tới chế độ 33W. Vỏ viền ngoại hình ok, màn hình thì hiển thị ok. Đó, màn AMOLED nên nó có bị lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Màn AMOLED, màn zin á thì nó sẽ bị lưu ảnh nhẹ tí thôi. Đó, được cái là dòng này thì cam chụp rất là nét ha, cam sau nè. Cam sau phi nè mọi người. Thấy chưa? Tương đối ổn nha, nói chung là máy full zin hết rồi. Số 13, Oppo A895 nha, RAM 828, 2,6 thôi. Số 14. Samsung A51 nè mọi người. Samsung A51 RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn hình là 6,5 inch full HD cộng, màn hình là AMOLED nha. Màn hình là AMOLED. Đó, pin là 4000, hỗ trợ sạc nhanh là 18W. Máy thì ok hết rồi nha, bao cho anh chị em là màn zin men zin nha. Màn zin men zin, máy zin full hết, cam kiết là ngon lành cành đào. Thật sự luôn, mấy dòng này thì anh chị em mua chỉ việc xài thôi. Đây, cam sao nè. Cam selfie nè mọi người. Đó, ổn nha. Rồi, Samsung A51 RAM 628, màn là AMOLED, cực kỳ đẹp, Super AMOLED nha. Này thì anh chị em nào lớn lớn tuổi xài rất là ổn, màn nó rất là đẹp ha. 2,5 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Rồi số 16 nè. Số 16 là Realme. Realme C25 ha. RAM 4, bộ nhớ là 128GB. Dòng này thì màn hình cũng to, 6,5 inch. Chip là Helio G70 lần nha mọi người. Cam 48 chấm, được cái viên pin rất là trâu. Viên pin tới 6000 lần mọi người ha, viên pin 6000, sạc nhanh thì ở chế độ 18W nè. Vỏ viền thì ngoại hình ok, tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn nè. Đó mọi người thấy không? Tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Hiện tại là cái này đang thanh lý là 1.650.000 cho mọi người xài thôi nha. 1.650.000, màn thì hình thì hiển thị đẹp rồi, màn zin men zin rồi. Đó, pin trâu, cấu hình khỏe mà giá rất là hợp lý luôn mọi người ha. 1.650.000. Realme C25 nha. Số 16. Số 17 nè. Là một con Redmi. Xiaomi Redmi Note 8 Pro nha mọi người. Note 8 Pro nha. RAM 6 bộ nhớ 128GB. À, RAM 6 bộ nhớ 64 thôi. Cây này là RAM 6 bộ nhớ 64 thôi. 6,53 inch full HD cộng, cam là 64 chấm, pin là 4500, sạc nhanh ở chế độ là 18W. Chip là Helio G90T. Cái dòng này là anh chị em về chạy Grab là bao bao ngon luôn. Tại vì sao? Con này là chip Helio nên khi mà mình đi ra ngoài nắng á, nó không có báo. Ví dụ có những cây á, là chip Snapdragon thì anh chị em đi ra ngoài nắng nó sẽ báo là nhiệt độ nóng, đúng không? Đó, cây này là chip của nó là Helio nên không có vấn đề báo nóng đâu mọi người. Nên chạy Grab rất là ổn luôn ha. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình ok, màn zin rồi. Đó, chỉ việc mua về xài thôi nha. Redmi Note 8 Pro giá 2,5 triệu chẵn nha, tặng cho anh chị em đầy đủ phụ kiện. Số 17. 18 nè. 18 là một con Poco. Poco X3 NFC nha mọi người, Poco X3 NFC. Màn hình to nha, 6,67 inch lận full HD cộng, RAM 6 bộ nhớ là 64GB, full HD cộng nha. Chip Snapdragon là đầu 7, 732, cam là 64 chấm. Chip xử lý màn hình lên đến 120Hz. Cây này là game à, bao ok, bao khỏe, bao trâu nha. Pin là 5160 nữa, sạc nhanh thì ở chế độ 33W, 2,1 triệu thôi mọi người. Vỏ zin men zin, màn zin, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nè. Màn hình thì bao đẹp rồi nha, màn hình đục lỗ nè, máy zin full hết. Đó, Liên Quân nè, nói chung là Liên Quân, Free Fire, hay Zalo, Facebook, YouTube là chuyện nhỏ rồi. Đó, máy full zin hết nha mọi người. Poco X3 NFC, RAM 6 bộ nhớ 64, chip Snapdragon đầu 7 nha, 732. Màn hình là 120Hz nữa, thời game là bao ngon nha. Số 18. Giá là 2,1 triệu thôi. Số 19 nè. Là một cây Samsung. Đây, cây này là Samsung A54 nha mọi người. Samsung A54, RAM là RAM 8, bộ nhớ là 256GB lận. RAM 8 bộ nhớ 256GB lận, màn hình là 6,4 inch, Super AMOLED nha. Máy thì vỏ viền ngoại hình là máy zin, vỏ zin men zin, màn zin này, cây này thật mọi người chết là còn bảo hành của hãng luôn á ha. Cây này chết là còn bảo hành hãng tầm 3 tháng nha mọi người. Đó, cam là 50 chấm, chip dòng này là chip là Exynos 1380 nha. Pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Vỏ viền ngoại hình bao cho anh chị em là máy nguyên zin nguyên thủy luôn, đang thanh lý cho anh chị em giá là 5,3 triệu ha, 5,2 triệu thôi nha. Thanh lý cho anh chị em giá là 5,2 triệu mọi người xài thôi, cực kỳ ok không?
RAM 8, bộ nhớ 256GB nữa, tha hồ mà chụp hình quay phim, lưu dữ liệu nha mọi người. 5 triệu 2 ha, Samsung A54 bản 5G nha. Số 19, 20 nè. Là một cái iPhone, iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max mà giá có 6 triệu rưỡi thôi mọi người, cực kỳ rẻ luôn. iPhone 11 Pro Max giá chỉ có 6 triệu rưỡi. Đó mọi người thấy chưa? Do đâu cái giá này? Thì đây là bản 64GB, máy quốc tế nhưng là máy lock. Máy lock TT đã fix quốc tế rồi, mọi người cứ gắn sim vô nghe gọi bình thường như một con máy quốc tế. Gắn sim là sẽ nhận sim, tải được tất cả ứng dụng, anh chị em có tài khoản iCloud thì tải, cứ đăng nhập tài khoản iCloud tải về. Nếu trường hợp mọi người không có tài khoản iCloud, TT sẽ hỗ trợ tạo cho mọi người một cái tài khoản iCloud luôn. Ok chưa? Đó. Máy thì full hết rồi, vỏ zin, men zin, màng zin, pin là pin zin còn 87%. Đây nè mọi người, chu tâm chu tiết thì đầy đủ hết. Đó, do là máy lóc nên TT để cái giá rẻ thôi. Mọi người thấy không? Chu tâm đầy đủ. Máy lóc TT đã fix sẵn hết rồi, màng là màng zin, hiển thị là bao mượt cho anh chị em luôn. Màng zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, máy full hết rồi. Chỉ việc mua về xài thôi mọi người. Thật sự. Đây. Cho mọi người coi thông tin nè. Trời ơi. Đây. 11 lồng mắt bản Mỹ nha, 11 lồng mắt bản Mỹ nè, LLA nè, 64GB nè. Đó mọi người thấy chưa? Ha. Máy cực kỳ ok nha, máy lock TT đã fix rồi, gắn sim là sẽ xài sử dụng như một con máy quốc tế. Có 6 triệu rưỡi thôi ha, tặng đầy đủ phụ kiện. Quá ngon luôn, 11 lồng mắt mà 6 triệu rưỡi như là một con gì? Giống như một con iPhone 11 thường nha mọi người ha. Rồi tiếp theo 11 lồng mắt nữa nè. iPhone 11 lồng mắt số 21 nha mọi người, 21. 11 lồng mắt 64GB máy quốc tế, cây này là màn thai nha mọi người. Màn thai pin là pin mới rồi, màn thai pin là pin thai mới 100%. Màn thai hiển thị rất là đẹp luôn nha, màn thai hiển thị rất là đẹp. À, nên cây này thiệt sự luôn, nên thanh lý cho anh chị em giá chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nha. Màn hình nè, đó màn thai nha, màn thai thì nó báo màn. Đó vậy thôi. Đó 11 rồng mắt 64GB. Pin là pin còn 80 mấy% pin. À pin con này là TT thai luôn, pin mới là còn 100% luôn mọi người. Đây, con pin mới thai luôn, hơi bị vip ha. Đó, pin rất là trâu nha mọi người. Rồi, cái màu gold 11 Pro Max bản 64GB ha. Máy full hết tất cả, màn thai, báo màn, giá là 7 triệu rưỡi. 11 Pro Max bây giờ thật sự luôn, bao rẻ cho anh chị em nha. Số 22 nè. Samsung Galaxy Note 10 LED bản Mỹ 5G nha mọi người. Màn hình to ha, 6,8 inch. Đó, cái này là bản Mỹ nha, bản Mỹ thì chip Snapdragon nha, bản Mỹ là chip Snapdragon của nó là 855, RAM là RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Cái dòng này thì mình có hai màu á, màu trắng và màu đen. Đó, màu đen cũng giống rất là đẹp luôn, 99% luôn, màu trắng mà mọi người coi nè. Vỏ viền ngoại hình là đẹp keng 99 nha, bao cho anh chị em là máy vỏ viền không cắn không mớp. Màn hình thì là bao cho anh chị em là màn đẹp ha. Màn đẹp không ám ố, không có chấm kim gì đâu nha. Nhận hàng được quyền mở hộp kiểm tra trước khi thanh toán. Màn cực kỳ đẹp luôn, không có cái việc ám hồng, ám đỏ, ám trắng gì đâu nha. Màn bao đẹp cho mọi người. Đó. Ok hết rồi. Cái này là cái mọi người thấy cái hình nền nó màu hồng hồng thì mọi người nghĩ do cái hình nền thôi nha, do cái hình nền màu hồng thôi. Máy cực kỳ ok á. RAM 12 256GB nữa, tha hồ mà chụp hình quay phim. Màn hình cong nè mọi người. Đó. Những cái dòng này thật sự luôn, vài năm về trước là hơi bị đỉnh. Mấy cái dòng này là vài năm về trước là hơi bị đỉnh. Vân tay trên màn hình nha mọi người, vân tay trên màn hình luôn nha. Cái này là mình TT chưa có cài đặt vân tay. Đó. Bút sử dụng được bình thường nha. Thật sự tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện ha. Giá 6 triệu 2 thôi mọi người. 6 triệu 2 là có một con Samsung Galaxy Note 10 LED bản Mỹ 5G. RAM 12 256 xài nè. Rồi. Tiếp theo nè. Tiếp theo sẽ là một cây Samsung nữa nè. Đây là Samsung Z Flip 4 nha. Số 23, Samsung Galaxy Z Flip 4 bản 5G. RAM 8, bộ nhớ 128GB, 6,7 inch. Màn hình là Diamond AMOLED nha mọi người. Chip Snapdragon là chip Snap 8 ha. Snap 8 Gen 1. Đó, pin là 3700 sạc nhanh ở chế độ là 25W. Vỏ máy này cực kỳ đẹp luôn mọi người. Thật sự đây nè, nắp gập nè. Đây. Máy cực kỳ ok luôn, hơi bị vip nha, cái này là thích hợp cho mấy chị em phụ nữ nhiều hơn. Màn hình hơi bị đẹp, đó, thấy không? Đẹp từng chi tiết luôn nha mọi người, đẹp từng chi tiết không một. Nói chung là màn hình đẹp, vỏ viền ngoại hình đẹp 99%. Rồi mọi người lấy cái này thì hiện tại TT đang thanh lý cho anh chị em giá là 5 triệu 7 thôi nha, 5 triệu 7 cho mọi người xài. Màn cực kỳ đẹp, không có một chấm gì nha, không có một chấm, một vết gì đâu.
đó, nhận hàng được quyền kiểm tra ha, nắp gập rất là nhỏ gọn nè đó, anh chị em thích thì xài, thích hợp chị em phụ nữ nhiều hơn ha. Số 23 Samsung Galaxy Z Flip 4 bản 5G, hiện tại TT đang thanh lý là 5 triệu 7 nha mọi người, 5 triệu 7 mọi người xài. Rồi tiếp theo số 24 là hàng VIP nha mọi người ha, Samsung Galaxy S22 Ultra bản Mỹ 5G đó, RAM là RAM 12 nha, RAM là RAM 12 bộ nhớ lên đến 512GB nha mọi người đó. TT là cái bản này là bản 512GB lận nha, dòng này thì nó có 2-3 bản là 128GB, 256GB ha, 256GB và 512GB, và cây này hiện tại là TT đang có hai cây là 512GB nha mọi người ha. Đó, màn hình là 6,8 inch diamid AMOLED Quad HD+, Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon là 8 Gen 1, cam là 108 chấm. Chụp hình quay phim á, nói chung chụp hình quay phim thì khỏi nói cái dòng này rồi, quay phim thì ở chế độ là 8K chống rung. Đó, thật sự anh chị em nào mà dùng cái dòng này để mà làm vlog, làm YouTube, làm mấy cái vấn đề về TikTok đó, về mạng xã hội quay phim chụp hình các kiểu đó, thì lấy con này cực kỳ hợp lý luôn nha. 512GB tha hồ mà chụp hình quay phim lưu dữ liệu. Màn hình thì rất là đẹp rồi. Đó, có hai màu cho mọi người lựa chọn. Pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh nha. Hỗ trợ sạc nhanh 45W thật sự luôn anh chị ơi, mấy dòng này thật sự xài. Đó, màn đẹp cực kỳ, không một vệt ám ố nha mọi người. Màn đẹp là đẹp cực kỳ, không một vệt ám ố, không có chuyện ám hồng, ám đỏ, ám trắng gì đâu nha. Màn rất là đẹp, máy full zin hết rồi. Đây, cho anh chị em xem coi cái cấu hình nè. Đây, Samsung S22 Ultra nha. Đó. Nhận hàng được quyền mở hộp, cái này là do mình cài cái chế độ màu mọi người, cài cái chế độ màu nha. Đây, RAM 12 nè anh chị em nha, RAM 12. Chờ tí xíu, RAM 12 nè. Đó, bộ nhớ 512GB nè. Thấy chưa? Hơi bị VIP ha. Thôi mấy dòng này thật sự mua về trải nghiệm đi, màn cong nữa. Máy thì đi nhập về nha, máy đẹp là đẹp 99% nha mọi người, phổ zin, men zin, màn zin, bút sử dụng được bình thường nha. Máy hơi bị chắc, nói chung là đẹp ken cho anh chị em. Máy đẹp 98-99% luôn. Cái cây này thật sự là anh chị TT chỉ cần mua một cái hộp nữa là thành hàng full box cho anh chị em luôn, thật sự nha. Nhưng mà mày cái này thì mình nhập về, nó nhập về luôn nên mình không có mua hộp mua gì hết, có sao bán vậy cho mọi người. Nếu mà nhập vô chỉ cần thêm một cái hộp đó thôi mọi người, bán hơn cả triệu nữa đúng không, nhập về thêm một cái hộp nữa thôi là TT có thể bán gần giống như hàng full box, giống như hàng line new ha. Nhưng mà không, mình thu sao mình bán vậy, mình nhập về sao mình bán vậy cho anh chị em, nên cái giá rất là hợp lý nè, 12.300.000 nha, 12.300.000 cho mọi người lựa chọn. Còn đúng hai cây hai màu thôi mọi người, màu trắng á, TT nhập về rất là ít, tại dòng này thì nhập về rất ít đó. Màu trắng với màu này là màu gì mọi người, giống như màu đồng đó. Không phải màu đồng mà màu gọi là màu gì, nói chung là màu rất là đẹp, màu tím tím đó. Nói chung là màu tím tím đó. Rất là đẹp luôn ha, 12.300.000 cho anh chị em nha, 12.300.000. Số 25 nè, 25 là sẽ là một cây Samsung Galaxy Note 20 Ultra bản Mỹ 5G nữa nè ha. Cây này là bản Mỹ 5G nha mọi người, số 25. Đó, Note 20 Ultra, RAM 12, bộ nhớ 128GB thôi nha. RAM 12, bộ nhớ 128GB, màn hình là 6,9 inch diamid AMOLED, chip Snapdragon là 6865, cam là 108 chấm. Quay phim thì ở chế độ là 8K rồi. Đó, mấy dòng này thì anh chị em mua dòng này về quay phim chụp hình cũng rất là ngon rồi ha, quay phim chế độ 8K mà mọi người. Pin là 4500, sạc nhanh là 25W, 8.3 nha mọi người, 8.3 cho anh chị em xài. Vỏ viền ngoại hình đẹp ken ha, cây này là màu đồng nha. Đây màn hình nè, rồi màn hình là bao đẹp rồi, máy zin full, chỉ việc mua về xài thôi ha. Có màn đẹp lắm mọi người ơi, mấy dòng này thật sự mua về xài máy đẹp 99%, màn là không ám ố, không đốm gì hết nha, màn cực kỳ đẹp ha mọi người. Nhận hàng được quyền kiểm tra trước khi anh toán nên cứ yên tâm. Cái này là bản Mỹ nha, 8.3. Số 26 nè, cũng là sẽ là một cây Samsung Note 20 Ultra luôn nha mọi người. Cây này cũng là Samsung Note 20 Ultra nhưng mà đây là bản Việt Nam, xài được 2 SIM, và đây là bản RAM 12 bộ nhớ 256GB nha, RAM 12 bộ nhớ 256GB, cam là 108 chấm, chip là Exynos nha, 990, pin là 4500. Dòng này là sạc nhanh thì ở chế độ là 25W. Đó, cây này tại sao có 6 thì đang thanh lý nè mọi người, 6.8 thôi nha. Đây, vỏ viền có cắn nè,
đó. Tại sao con này có 6 triệu 8, con này có 6 triệu 8 thôi. Cấn nè, đó, viền nó có cấn nhưng mà màng thì rất là đẹp, màng thì màng zin cực kỳ đẹp luôn, không ám ố nha mọi người, không ám ố, không chấm kim, màng thì bao cho anh chị em là màng đẹp đó ha. Đó, do cái viền nó cấn được cái bản 256 ghi nữa mà giá chỉ có 6 triệu 8 thôi. Nói chung đơn giản là tiền nào của đó nha mọi người ha. Samsung Note 20 Ultra bản Việt Nam 2 SIM nha, RAM 12 256 GB, 6 triệu 8 cho mọi người xài thôi. Rồi tiếp theo là mọi người ơi, số 27 ha. Số 27 sẽ là một cây Samsung nữa, dòng này là Samsung S21 Ultra luôn nha. Samsung Galaxy S21 Ultra bản Mỹ 5G, RAM 12. RAM 12 bộ nhớ là 128 GB, chip Snapdragon là 888 ha, Snapdragon á, chip rồng. Cam là 108 chấm. Chụp hình ha, chụp hình quay phim thì ở chế độ là 4K lên đến 8K. Rồi máy dòng này thật sự anh chị em mua về đó thì đi đã giới thiệu rồi, máy dòng này mua về làm vlog, quay top top idol, top top idol, làm gì Zalo, Facebook, YouTube, quay phim chụp hình các kiểu á, bao đẹp nha. Cam nè mọi người, thật sự cam rất là nét luôn, cam sao nè nha. Những cái dòng này thì chống rung, nói chung là những cái dòng này là chống rung rồi đó, nên chụp hình quay phim các kiểu là bao ngon nha, không cần phải dùng gimbal vậy mọi người. Những cái dòng này thì mọi người không cần phải dùng gimbal vậy, chỉ cần mọi người quay phim á, quay phim tấp tớp á, tấp tớp thì là mình để chế độ là dọc đúng không, còn làm YouTube á, quay phim mà làm YouTube á, thì mọi người chỉ cần cầm như vậy thôi ha, cầm như vậy quay thôi mọi người, cầm như vậy quay thôi ha. Nó chống rung rồi, nói chung là nó chống rung thì khi mà mình quay nó chất lượng lắm nha. Đó thật sự máy dòng này anh chị em mua về, máy thì đẹp 99% nha, máy thì đẹp 99%, bản 2 sim hết cho mọi người. Những cái dòng này là dùng được 2 sim hết ha. Đó, pin 5000, sạc nhanh ở chế độ là 25W, 8 triệu 3 thôi nha, màu bạc cực kỳ cứng không, máy đẹp 99% thì anh chị em hiểu rồi nha, tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn ha. Samsung S21 Ultra bản Mỹ 5G đó. Số 28 nè, 28 thì sẽ là một cây Samsung nữa, là Samsung A32 bản 4G nha mọi người. Cây này là Samsung A32 bản 4G, RAM 628 GB, 6,4 inch, màn hình là Super AMOLED Full HD cộng, chip là Helio G80, cam là 64 chấm, pin là 5000. Dòng này là hỗ trợ sạc nhanh là 15W, phổ viền ngoại hình ok. Con này thì bản A32 bản 4G thì là màn hình của nó là màn hình AMOLED. Nhưng mà cây này á, màn hình AMOLED thì anh chị em biết rồi đó, khi mà mình sử dụng lâu á thì màn hình nó có bị lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Màn hình nó có bị lưu ảnh nhẹ cái vệt trên đây nè ha. Đó, như vậy thôi nhưng mà bao cho anh chị em là mượt, cực kỳ mượt luôn, nhìn rất là rõ. Màn AMOLED thì nhìn cực kỳ rõ luôn nha mọi người ha. 2,5 triệu thôi, 2,5 triệu cho mọi người xài Samsung A32 nha, bản 4G, RAM 628 GB, pin bao trong 5000 lận, sạc nhanh 15W mà. Rồi số 29 có hai cây, hai màu, Vivo nha mọi người, Vivo Y56 bản 5G, Vivo Y56 bản 5G, RAM 8 bộ nhớ là 256 GB nha, RAM 8 bộ nhớ 256 GB, 6,58 inch Full HD cộng. Bản 5G thì chip của nó là chip Dimensity 700, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 18W, cam là 50 chấm. Hiện tại TV đang thanh lý là 2.250.000, màn cực kỳ đẹp luôn, màn hình giọt nước nè mọi người, màn hình giọt nước, máy zin full hết rồi, chỉ việc mua về xài thôi nha. Có máy dòng này thật sự anh chị em mua về xài làm máy chính máy phụ đều ok hết, hoặc là tặng cho người nhà người thân thì rất là bao đẹp luôn nha. Màn to, cấu hình khỏe, pin trâu, sạc Type-C hay sạc nhanh, vỏ viền thì ngoại hình đẹp chín chín rồi nha mọi người. RAM 8 256 GB nữa, quá ổn ha. Cam nè, cam chụp rất là nét, 2.250.000 thôi mọi người. Đây TT test cái cam cho mọi người xem nha, TT sẽ test cái cam, cam chụp thì tương đối ok, nói chung là quá chuẩn đó mọi người. Đây cam selfie nè, đó ok ha mọi người ha, selfie như vậy là quá ổn rồi. Cam sao nè, ok ha. Rồi giá thì thực sự luôn, bao bèo mọi người, 2.250.000 thôi, còn đúng hai cây hai màu cho mọi người vậy. Số 29 ha, Vivo Y56 5G. Số 30, bảy lết bản 32 GB, máy quốc tế full zin hết, màn zin, vỏ zin, men zin, pin là pin còn 90% nha mọi người, màu đỏ. Cây này thu lại từ người dùng nên bao rẻ cho mọi người nè, có 1,8 triệu thôi nha. Ai lau sạch nha, màn thì hình hiển thị cực kỳ đẹp cho anh chị em xài luôn, màn zin, men zin. Đó, máy ok chưa? Nói chung là máy zin full hết, 7 lết.
vân tay vân chân còn đầy đủ, pin là pin còn 9X nữa ha. 1 triệu 8 thôi mọi người, 1 triệu 8 cho người xài nha. Rồi 31 nè mọi người, 31 sẽ là một cây 8 led, iPhone 8 led bản 64GB máy quốc tế màu đen. Cái này là do cái mồ hôi tay nha mọi người, do cái mồ hôi tay thôi, lao một cái là máy cực kỳ đẹp, vỏ vì đẹp keng nha. Đó, máy full zin hết rồi, chỉ việc mua về xài thôi, pin là pin thay mới 100%. Máy hơi bị đẹp luôn, nói chung là máy full zin, màn zin nè, màn zin men zin nha, nói chung là máy cực kỳ ok ha. Đây đó, máy ngon lành cành đào, máy full chỉ việc mua về xài thôi. Tab iPhone 8 led bản 64GB máy full zin hết nha. Pin là pin 100%, cam kiết chụp này, hình nè, đây cam sau nè mọi người, đây cam trước nè, selfie nè. Đó, 8 led thì những cái dòng iPhone thì những cái dòng này giờ như máy phụ rồi mọi người ơi, nhưng mà được cái pin rất là trâu, cấu hình thì vẫn còn rất là ổn, game thì bao ngon, 3 triệu 3 thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Ốp lưng cường lực bộ sạc số 31 32 nè. XS, iPhone XS 64GB máy quốc tế full zin hết tất cả, pin là pin zin còn 82%, nhưng mà được cái là pin zin nha, được cái là máy vỏ viền zin nguyên cây luôn mọi người. Thật sự cây này là mình thu lại người từ người lớn tuổi, hồi khách họ xài rất là kỹ, máy full zin hết, chu tâm chu tiết đầy đủ hết nha mọi người. Đó, nói chung là xanh lè xanh lét, pin còn 82% nhưng mà pin zin thì xài rất là ổn luôn, nên cứ yên tâm. Có màu vàng gòn nha, XS bản 64GB ha, 4 triệu 3 thôi, máy hơi bị chuẩn á, cây này cứng khừ luôn. Đó, người lớn xài nên rất là kỹ, pin pin tuy là xài lâu nên pin còn 82%, pin zin theo máy mọi người. 4 triệu 3 nha, số 32, 33 nè, 33 là 11 Pro, iPhone 11 Pro, đó, bản 64GB máy quốc tế, máy cây này cũng vậy, máy full zin hết tất cả, pin là pin zin theo máy, còn 83%, vỏ viền ngoại hình thì ok, màu vàng gold nha mọi người, zin từng con ốc luôn, nói chung là máy hơi bị đẹp, đây màn nè, đó, ha, chu tâm, nói chung là máy chu tâm, chu tiết đầy đủ hết, full zin, màn zin, men zin, ai lau sạch, máy quốc tế mà mọi người. Đây cái này như máy móc tới không, bản Việt Nam nữa, mình quên mất tiêu rồi. À, LLA bản LLA nè, 11 rồi ha, bản quốc tế nha, 64GB. Đó. Số 33. 6 triệu 6 thôi mọi người, 6 triệu 6 cho mọi người xài nha, 11 rồi. Số 34 nè. 34 sẽ là iPhone 11 nha, iPhone 11 bản quốc tế màu trắng full zin hết, pin còn rất là cao nha mọi người. Pin còn 91% luôn, ai lau sạch, máy zin full hết, vỏ vì ngoại hình thì đẹp, tương đối đẹp, 95-97% luôn, màn zin men zin nha mọi người, màn zin men zin, chu tâm xanh lè ha. Đó, iPhone 11 nha, cam kiết thì ngon lành cành đào, cho mọi người xem phần giới thiệu nè, đây phần giới thiệu nè mọi người. Đó, bản GI là bản Nhật Bản ha, 64GB máy full hết, ngoại hình vỏ viền ngon lành cành đào rồi, 5 triệu 6 cho mọi người xài thôi ha, 5 triệu 6. 35 nè, một cây iPhone 12 màu tím ha, màu tím cực kỳ đẹp, màu à, cái này phải màu tím mà đúng không, màu tím tím nha. iPhone 12 64GB máy quốc tế full zin, pin là pin còn rất là trâu luôn mọi người, pin còn 96% luôn, 7 triệu 1 thôi, vỏ viền ngoại hình hơi bị đẹp nha, viền còn cực kỳ đẹp luôn mọi người, nói chung cái viền còn cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà cái lưng có bị chày tí xíu chỗ này nha, cái lưng nè đó bị chày, dùng ốp lưng là xong ha. Màn thì màn zin rồi, màn zin là pin còn rất là cao luôn thì anh chị em biết rồi, đây chu tâm đầy đủ, nói chung là máy full zin đó, cực kỳ đẹp, bán nguyên zin luôn mọi người, hơi bị cứng, cây này thật sự cứng, cực kỳ cứng luôn nha. 7 triệu 1 thôi, tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người xài. iPhone 12 số 35. 36 nè, 36 sẽ là một cây iPhone 12 Pro Max nha, màu gold, iPhone 12 Pro Max màu gold bản 128GB máy full zin hết, vỏ zin men zin màn zin, pin là còn 89% nha. Đây cho anh chị em xem là phần giới thiệu nè. iPhone 12 Pro Max bản Mỹ nha mọi người, LLA 128GB. Đó, pin là còn 89%. Vỏ zin men zin màn zin, máy hơi bị đẹp, vỏ viền ngoại hình thì đẹp keng rồi ha. Cây này anh chị em lấy thì TT để lại cho là 11 triệu rưỡi nha. 11 triệu rưỡi anh chị em xài, 11 triệu rưỡi nha. Đó, màu gold cực kỳ đẹp luôn. Số 36, iPhone 12 Pro Max. Số 37 cũng là 12 Pro Max nè. Số 37 cũng là 12 Pro Max. Cây này được cái là bản 256GB nha, bản 256GB. Và đây là bản Việt Nam luôn mọi người, bản Việt Nam, máy full zin hết rồi nha. Pin là pin còn 83%, cây này là pin còn 83%. Hiện tại là vỏ viền ngoại hình thì đẹp keng nè,
vỏ viền ngoại hình thì đẹp ken rồi mọi người. Đó thấy chưa, màu đen nha, 11 triệu 600 ngàn nha. Cây này thì đang thanh lý cho anh chị em là 11 triệu 600 ngàn cho anh chị em xài. Vỏ zin men, zin màng, zin màn hình thì hiển thị đẹp nè, cho anh chị em xem nè, cấu hình nè. Đó, 11 rồ mắt bản Việt Nam luôn nha, 10 à, lộn 12 rồ mắt bản Việt Nam luôn, 256 GB. Đó, máy full zin hết, chỉ việc mua về xài thôi mọi người. 11 triệu 600 ngàn ha. 38 là mọi người. 38 là 13 rồ mắt ha. iPhone 13 rồ mắt bản 128 GB, máy quốc tế, bản Mỹ nha, máy full zin hết. Máy ken luôn mọi người, thật sự vỏ viền ngoại hình đẹp ken, pin là còn 88% nha, màu trắng nha, còn đúng một cây duy nhất. 13 rồ mắt 128 GB, màn zin men zin, ai lau sạch, nó chu tông chu tiết đầy đủ, pin cũng rất là cao. Cây này thì hơi bị cứng cho anh chị em xài luôn, thật sự ha, máy hơi bị đẹp. 14 triệu, cây này TT đang thanh lý là 14 triệu 300 ngàn nha, 14 triệu 300 ngàn cho mọi người xài. Số 38 nha mọi người, iPhone 13 rồ mắt 128 GB, máy full zin ha. Đó, tiếp theo là số 39 nha. Số 39 sẽ là iPhone 14. iPhone 14 cây này là bản quốc tế 128 GB mọi người. Cây này là bản quốc tế 128 GB, máy full zin hết rồi, chỉ việc mua về xài thôi ha. Còn đúng hai màu, màu trắng và màu tím. Đó, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Vỏ viền thì ngoại hình đẹp ken nè. Nói chung là vỏ viền ngoại hình đẹp ken, máy nguyên zin nguyên thủy nha. Đó. iPhone 14 bản 128 GB, máy quốc tế. Rồi, cây này thì hiện tại anh chị em lấy á, thì TT sẽ để lại cho mọi người giá là 12 triệu chẵn nha. 12 triệu chẵn cho anh chị em xài, 12 triệu chẵn cho anh chị em xài ha, máy full zin hết rồi, chỉ việc mua về xài thôi nha. Rồi, số 39 ha, coi cuối cùng. Rồi, video clip đến đây là hết nha mọi người. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại mình để trên đây nè ha. 0963 595 262 ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bye bye.